WhatsApp anh em, nay có một bạn nhờ tôi decor phòng đấy, thì ông ấy gửi cho tôi một cái video mẫu như này, và ông ấy bảo là bây giờ ông làm nào, ông biến cái phòng của tôi trở thành cái phòng như thế là được. Đó, thì tôi xem qua thì cũng ok, nói chung là không vấn đề gì cả, bắt tay vào chuyển luôn. Thì cái phòng cũ này thì ông chủ ông ấy sơn gọi là khá là qua loa, thế nên là màu nó hơi bẩn bẩn. Thì tôi bỏ ra khoảng 120k cho 4 lít sơn để sơn lại cho nó trắng, nhìn xong nó khác bố hẳn luôn ấy. Tiếp theo thì tôi sẽ gọi là làm lại cái ánh sáng cho cái phòng đấy, bởi vì là phòng cũ thì nó có mấy một cái đèn tuyếp đặt ở bên cạnh tường ấy, nhìn nó khá là tối và nó bẩn, nó hèn. Thì nói chung là năm lớp 9 thì học công nghệ, tôi cũng gọi là học sinh giỏi công nghệ, nên là mấy cái khoản gọi là lối dây điện nên là các thứ thì cũng không khó khăn gì cả. Tiếp theo nó là cái quả sàn nỉ như thế này, thì nói chung là mùa đông dùng là cực kỳ ok luôn, tôi dùng một mùa đông rồi. Có mỗi đó là cái sàn nỉ này thì dùng được một mùa đông là phải tháo ra để đem đi giặt. Ok, nói chung ba thứ quan trọng nhất của một cái phòng đó là sàn nhà, tường nhà và ánh sáng thì cũng đã xử lý xong rồi, thì mọi thứ còn lại nó cũng chỉ là thêm mắm thêm muối vào thôi. Hầu như những cái đồ này thì nếu như các bạn yêu cầu thì mình cũng sẽ ra video review. Đó, anh em có thắc mắc gì thì mình sẽ ra video giải đáp. Ok, chào anh em nhé, mình là Dậu và mình chuyên chia sẻ về decor. Ok.